Hello anh nhà, hôm nay nói chứ câu chuyện vui tí. Thì bán hàng thì ai cũng bán hàng đúng không? Nhưng mà mua đất hoặc nhân tivi thì cứ khách hàng được gì? Đó. Ngoài cái việc mà giá tốt, chuẩn chỉnh về pháp lý không lo thì cứ hàng được gì? Đây là những cái mà họ nhân tivi đang làm cho khách hàng đây. Đó, thứ nhất này. Đây là những việc tôi làm trước khi đi công chứng một lô đất đây. Đó. Phối hợp với chủ đất cắm toàn bộ ranh giới đất. Đó. Thật là đẹp, thật là chắc chắn cho khách hàng mua. Đây là cái lô đất Hương Lộ 62 của tôi. Đó, vừa mới bán cho khách hàng, họ chỉ mới đặt cọc thôi. Cọc 10% và hẹn khoảng hơn 10 ngày công chứng. Thì đó, trong thời gian này chúng tôi hoàn tất cái việc bằng cách là đo lại toàn bộ ranh giới đất này, đúng với theo sổ này, và phối hợp với chủ nhà cắm toàn bộ ranh giới bằng cọc bê tông cao khoảng 2 mét cho chắc chắn. Đó. Về lâu về dài thì thời tiết, thiên tai thì nó sẽ đi qua. Cho nên liên quan đến cái việc mà đất đai đó, cho nên ta phải cắm cọc móc vào cho nó thật là chuẩn. Đó, đây là một trong những cách chăm sóc khách hàng của Hoàng Nhan TV mọi người. Đó. Chúng ta là bất động sản mà đó. Chúng ta hết mình yêu nghề, hết mình vì khách hàng. Đó. Cọc ranh giới tôi làm rất là chuẩn chuẩn. Đó. Lô đất này tổng diện tích là 2.800 m². Thì tôi bố trí đến 40 cọc, đó. Cọc cao 2 mét cắm cho khách hàng. Để trước khi công chứng thì mọi thứ ok hết, chúng ta công chứng vui vẻ, thuận mua vừa bán đó, lọc cho khách hàng luôn. Đấy, làm công việc đó, nó vất vả nhưng mà nó vui mọi người ạ. Để khách hàng yêu quý chúng ta đó, làm như vậy. Đó, núi đẹp quá mọi người ơi, quá đẹp luôn. Đây là cái chính là cái tuyến đường Hương Lộ 62 mọi người ạ. Tới đây thì về cao tốc Bắc Nam thì khoảng 4 cây số thôi. Rất là đẹp, đường thẳng, đường nhựa này. Đường hiện trạng khoảng 12 mét, quy hoạch 30 mét lận. Rất là đẹp. Phong cảnh hữu tình đúng không ạ? Mọi người mà nhìn mây kìa. Cực đẹp luôn. Rồi Hoàng Nhan TV chia sẻ ngắn mọi người nha. Đó, quý hàng mua đất của Hoàng Nhan TV thì sẽ được như vậy mọi người ạ. Kỹ càng về pháp lý, kỹ càng về giấy tờ, giá bán là tốt nhất. Đó. Bàn giao đất đẹp nhất cho khách hàng. Rồi các anh quan tâm thì ủng hộ Hoàng Nhan TV mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.